Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Bảo Quyên, năm nay mình 8 tuổi. Chào mừng các bạn đến với chương trình Du lịch Bốn Phương. Các bạn biết không, ở ngành du lịch có rất nhiều những địa điểm du lịch như Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ. Còn mình thích nhất là Pháp, vì Pháp rất là đẹp và người Pháp rất là thanh lịch, tốt bụng. Nhưng đặc biệt mình thích ở Pháp đó chính là có tháp Eiffel. Ở tháp Eiffel rất là lộng lẫy và đẹp đẽ. Còn các bạn thì sao? Địa điểm du lịch của các bạn thích là gì? Hãy kể cho mình nghe nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.